Trong đội hình chúng tôi thống kê ở trên thì Trọng Đại là một trong số những người chưa thi đấu nhiều do anh vừa bình phục chấn thương. Do vậy thì một tin vui đã đến cho những ai là fan hâm mộ của Trọng Đại khi ở thời điểm hiện tại thì anh đã có thể được thể trạng tốt nhất. Sau khi quyết định không tiến hành phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối, đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại đã bắt đầu bắt nhịp được các bài tập cùng các đồng đội tại câu lạc bộ Viettel. Ở vòng 3 giải hạng nhất với Đắk Lắk, Trọng Đại đã được tung vào sân ở phút 87 và đó là tiền đề để cầu thủ này có thể đóng góp nhiều hơn cho Viettel ở trận đấu với Nam Định. Nghĩ là mọi trận đấu thì đều cần phải quyết tâm, nên là cho vào bước vào trận đấu này đoàn đội phải quyết tâm giành chiến thắng. Là đội trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam giành vé tham dự World Cup U20 tại Hàn Quốc năm 2017, Trọng Đại có vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chuyến tập huấn kéo dài hơn 10 ngày tại Đức trong thời gian tới chắc chắn sẽ đem lại sự hứng khởi cho cầu thủ này. Em cũng tập luyện chuẩn bị thể lực suốt thời gian qua để có thể tập trung cùng đội tập huấn thi đấu tốt nhất. Em nghĩ một chuyến tập huấn sẽ rất nhiều thu được rất nhiều kinh nghiệm, những bài học để cho mình sau này phát triển tốt.